Hello các bạn, hôm nay các bạn cùng Mi ARC móc mẫu nón rộng vành á, với vành nè, xếp ly rộng khoảng 12 cm. Còn chóp nón thì móc theo form bo tròn ôm đỉnh đầu. Với mẫu nón này bạn cũng có thể thay thế bằng sợi dệt cũng được, hoặc là cái sợi nào bạn thấy thích hợp để móc nón rộng vành ha. Nhưng mà nếu với sợi dệt thì bạn móc vành giảm khoảng 9 đến 10 cm thì không cần nẹp vành, còn nếu khoảng 12 cm bạn nên nẹp vành nha, vì sợi nó rũ á sẽ che khuất tầm nhìn ha. Sợi thô nha. Nón này nón người lớn vành khoảng 12 cm thì hết khoảng 2,5 cuộn các bạn, không có hết 3 cuộn đâu, khoảng 2,5 cuộn à. Rồi trang trí nón thì mình chọn màu vàng đồng, dùng làm đai nón hoặc viền nón, hoặc bạn móc bông hoa lá gì đó. Bạn không có màu này bạn có thể sử dụng màu khác ha, bạn phối vô màu xanh này. Rồi kim móc, mình sử dụng kim móc hai đầu, kim vàng hai đầu 3.0 tương đương khoảng 2.2 mm. Kim đánh dấu, kéo, kim để mà mình kết hoa lá nè, luồn dấu sợi, cái hộp quẹt để mình hơ ha, sợi này dễ bị tưa nè, để mình hơ sợi. Cái cục gỗ, bạn có cái nào mà bạn dễ làm mà nó có các cạnh góc, đừng có cạnh góc các bạn, để dùng mình chà ha, để cho cái mặt nó phẳng ra, các mũi nó phẳng ra, nó không có bị cọm á nha. Chứ cái này của bé nhà mình lấy mình chà chà nó nè. Mình đầu sợi ngắn phía bên này ha, tạo vòng tròn ma thuật, mình quấn như thế này. Cách này mình hay làm đơn giản nhất luôn, kéo sợi lên, nắm cái sợi dài về phía bên trái, lên cho mình một bính, móc 8 mũi ít, tức là mũi đơn các bạn, vào vòng tròn ma thuật. Hai lúc mình nói mũi ít, lúc mình nói mũi đơn nha, nó là một nha bạn. Còn mũi V là 2 mũi ít chung chân ha. Rồi, 8 mũi ít vào vòng tròn ma thuật. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Mình đã có 8 mũi ít, 8 mũi đơn. Kéo nắm cái đầu ngắn này nè, kéo vào chặt ha. Để sao cho cái ho nữa nhỏ nhất có thể. Cái mấy hàng đầu nó hơi khó ha, tại vì nó nhỏ quá mình khó cầm á. Rồi, mình đã xong hàng thứ nhất. Lên hàng thứ hai. Vì mình móc xoắn ốc nên mình không dùng mũi trượt nha bạn, mình móc tiếp luôn. Mũi đơn đầu tiên của hàng thứ hai nè, đâm vào đây ha. Vào chân đầu tiên của hàng 1. Nó khó nha bạn. Thì hàng đầu tiên, hàng 2, hàng 3 nó cứ chặt quá nó sẽ hơi khó. Nẹp luôn sợi này một đoạn ha, để khi mình cắt sợi đó có dụng. Mình nẹp mũi đầu tiên của hàng 2 và đánh dấu lại. Vì móc xoắn ốc khó biết cái mũi đầu tiên và cái kết thúc đó ha, mình đánh dấu để dễ biết hơn nha. Rồi đến hàng thứ hai mình sẽ có 8 mũi V, tức là 16 mũi ít á, 16 mũi đơn á. 3 mũi V tức là 2 mũi chung chân. Ở đây mình đã có 1 mũi ít rồi nè. Bây giờ mình thêm 1 mũi ít vào đây nữa thì mình nó thành mũi V ha. Mũi tăng á. Rồi thêm vào đây nữa. Ta sao nó cứ mờ hoài ta? Nó cứ mờ hoài ha. Rồi thêm một mũi vào chân này nữa thành mũi V. Rồi mình đã có một mũi V rồi nè, hai mũi chung chân. Tiếp tục lặp lại 7 mũi V còn lại.
Rồi. Bạn móc những cái chân mũi còn lại ha. Đến đây nè. Mình đã xong hàng thứ hai có 16 mũi yết, tức là 16 mũi đơn á. Tức là 8 mũi V ha. Đó, mỗi chân mũi đều có 2 mũi yết chung chân nè. Rồi. Tháo đánh dấu ra. Móc mũi đơn vào liền nè, rồi mình đánh dấu lại kiểu quên mũi á. Không biết cái chỗ nào chỗ mũi đầu tiên á. Lên hàng 3 mình sẽ móc một mũi yết, một mũi V, tức là một mũi đơn, một mũi tăng á. Tổng cộng sẽ có 24 mũi yết, tức 24 mũi đơn. Một mũi yết, ở đây mình đã có một mũi yết rồi ha. Đó, một mũi yết rồi, tới một mũi V. Một mũi tăng á. Đó. Rồi bây giờ cụm 1x 1V lặp lại nè. Tức là nó sẽ có 8 lần ha. Ở đây nè, một lần rồi nè, mình sẽ lặp lại. 1x nè. 1x nè. Rồi 1V nè. Rõ không? Cái điện thoại quay của mình sẽ nó cứ mờ. 1x 1V 1x 1V. Rồi. Bạn lặp lại hết cho mình ha. Đến đây. Mình đã xong hàng thứ 3. Đó, mũi x, mũi V, mũi x, mũi V. À, đến đây nó đã to rồi ha. Bạn nhớ là chà nó lại nha, chà. Hồi nãy nó nhỏ mình không có cà được á. Bây giờ nó bự rồi, bạn nhớ nó cà nó cho các mũi nó phẳng đều ra nha. Đừng có quên cái bước này ha. Mình móc cực khổ mà mình quên bước này cái nó không đẹp á bạn, nó hơi bị nhăn nhúm á. Tháo lên dấu ra. Lên hàng thứ tư. Đây, cái này một cái bụi yết, cái bụi đơn đầu tiên của hàng thứ tư nè. Đánh dấu lại. Đến hàng thứ tư mình sẽ là 2x 1V, tức là 2 mũi đơn vào 2 chân mũi. Mũi V tức là 1 2 mũi đơn chung chân ở chân mũi thứ 3 ha. Thì bây giờ bạn sẽ rõ là mũi mũi Y với lại mũi V rồi, thì có thể là mình sẽ không có nói lặp đi lặp lại nhiều lần ha, nó sẽ rối. Rồi bây giờ ở đây mình có một ở hàng thứ tư này mình sẽ có 32 mũi yết, tức là 32 mũi đơn ha. Rồi ở đây là một yết rồi nè. Này mũi yết ha. Rồi tới mũi V là mũi tăng. Cụm 2x 1V này mình lặp lại. Mình sẽ có 8 lần nha. Đó. Lặp lại nè. Lặp lại lặp lại lặp lại. Tổng cộng nó có 8 lần. X 1V rồi. Tiếp nè. 1X nè. 2X nè. Và tới mũi V nè. Mũi V. Cái sợi này mà nó quay vô nó thấy tối quá. Có nhìn rõ quá. Ở đây là 1x 2x 1v 1x 2x 1v đúng rõ. Rồi bạn lặp lại đến đây. Mình đã xong hàng thứ tư. Rồi, nhớ cà cho mình nha. Nó nhỏ nên mình chưa có xoay đều đó, mình cà mình phải xoay đều nó theo cách hàng vậy ha. Nó nhỏ quá mình cà như vậy. Tháo ra là phải móc mũi đơn lại liền, móc ít lại liền và đánh dấu lại. Đến hàng thứ năm
mình sẽ có cụm 3x1V ha. Nhưng mà mình bắt đầu hàng này mình bắt đầu mình tản mũi nè. Vì nếu bạn không tản thì bạn thấy đây, ở đây 1x, 2x, 3x đúng không? Mũi V bạn móc lên này. Đó, ha. Nó cái mũi V này nó sẽ nhô ra nó không đẹp, vì vậy mũi V ở đây mình ví dụ mình sẽ cho nó nằm ở đây hoặc ở phía bên này, nó xéo xéo, nó không có đối xứng đi lên. Nó sẽ làm cái vòng tròn của mình nó kiểu nhô một chỗ các bạn. Nó nhô ra nó không có tản đều, nó không có phân bổ đều ra nha. Đó, lúc đầu mình mới móc mình cũng không có biết tản mũi đâu. Thì những cái video mà mình có chia sẻ cách móc nó đó, mình cũng có nói rõ. Dĩ nhiên mỗi lần mình làm video mình sẽ lặp lại ha, để cho các bạn dễ theo, dễ hiểu hơn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tản mũi là xin lỗi các bạn, nó mưa nên nó hơi ồn nha, mình sẽ cố gắng nói lớn hơn. Là thay vì 3x1V thì mình sẽ tản 1x rồi cụm 1V3x 7 lần nha. Bây giờ mình sẽ móc mũi x trước. Ở đây có một mũi x đây nè. Rồi bây giờ sẽ đến mũi V. Cộng 1V á, mũi V, hai mũi đơn trung chân, hai mũi x trung chân đó. Ha. Rồi, tới 3x là ba mũi đơn. 1 2 3. Mình thấy rõ không? Ở đây là V nè, mũi V nè, đây mũi V, hai mũi trung chân, ba mũi x kế bên, 1 2 3. Rồi cái cụm này mình sẽ lặp lại ha, tổng cộng có 7 lần. Ở đây mình đã có 1 lần rồi, chân mũi cuối cùng sẽ là, ở đây mình sẽ là hai mũi x các bạn, hai mũi đơn cộng với mũi đơn bên này là đủ cho mình 3x. Đây, hàng thứ 5 còn 2, đến đây còn 2 chân mũi cuối cùng nè. Sẽ là 2 mũi x tức 2 mũi đơn đó, đó. Hai mũi, đây là mũi V đúng không? Mũi x nè, mũi x cộng với mũi x này nữa, đó, rồi tới mũi V. Đấy, nó đủ cái cụm cho mình này đúng không? Nó tản mũi đó. Rồi. Mình nhớ cà cho mình nha. Các bước này các bạn đừng quên nha. Nhiều khi mình không có quay vào á, nó cho nó video nó ngắn bớt bớt xíu. Rồi tháo ra phải đánh dấu lại liền. À, ở hàng năm này là có 40 mũi ít cho bạn, có 40 mũi đơn. Rồi đến hàng thứ 6 ha, hàng năm mình tản mũi rồi, hàng thứ 6 mình không có tản mũi nữa ha. Rồi, hàng thứ 6 mình sẽ là cụm 4x1V 8 lần. Tổng cộng có 48 mũi đơn ha. Ở đây có 1 x rồi nè. 2 x 3 x 4 x 4 x. Rồi, 1V 1 2 đó, mũi V, mũi tăng đó. Đó, ha. Rồi, lặp lại cái cụm này ha. Thêm 7 lần nữa. Đến đây. Đã xong hàng thứ 6, có 48 mũi đơn ha, 48 mũi. Dạ, cho nó phẳng ra. Đến hàng 7 mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn nha, không có tăng nha, vì cái chớp nón là ôm tròn đầu á, nên sẽ xen kẽ có hàng mũi đơn ha. Rồi toàn bộ mũi đơn cho mình, cái hàng toàn bộ mũi đơn, cái hàng không tăng là nó dễ rồi ha, không cần đếm gì hết. Toàn bộ mũi đơn cho mình, 7 toàn bộ mũi đơn ha, không tăng thì vẫn có 48 mũi đơn như cái hàng 6. Đó, mũi đơn toàn bộ cho mình nha.
Vừa đơn hết, ít hết. Rồi, mình đã xong hàng thứ 7. Nó khi bạn không chà nó vẫn 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 vậy nữa ha. Rồi cái cục gỗ của mình đâu mất rồi? Rồi chắc bé nó lấy rồi. Mình lấy cái này đỡ, mình lấy cái này đỡ mình chà nha. Bé nó lấy mất rồi. Nè. Tặng ra là bạn. À, mỗi hàng nó sẽ thêm, mỗi hàng càng tăng lên nó sẽ thêm 8 mũi ít, tức là 8 mũi đơn các bạn. Ngoại trừ cái hàng mũi đơn không tăng, nó sẽ giữ nguyên cái số mũi đơn của hàng trước đó ha. Ví dụ hàng 7 nè, nó có 48 mũi đơn, nó bằng cái số mũi đơn của hàng 6 có 48 mũi đơn ha. Vậy hàng 7 là hàng mũi đơn toàn bộ, hàng không tăng nha. Rồi bây giờ đến hàng thứ 8, bạn nhớ móc sao cho đúng số mũi để nó thừa thiếu thì mình lại tháo ra mắc công ha. Nó phải vô một hai mũi thì mình móc luôn cũng được, không sao hết, lỡ rồi thôi. Còn không thì đứt đúng số mũi mỗi hàng đi để đỡ mất công tháo ra. Rồi bây giờ đến hàng 8 sẽ là cụm 1V5X nhân 8 lần. Ở đây mình đã có một ít rồi nè. Rồi bây giờ mình móc thêm một ít nữa, một mũi đơn nữa. Rồi đây là một mũi V rồi ha. Rồi 5X tức là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Đó. Mình đã có cụm 1V nè, 5X. Rồi, thêm 7 lần nữa cho mình ha. Ở đây luôn. À cái sợi này nó đã mình kéo chặt lại ha. Rồi mình cắt sợi, mình hơ đi ha. Để nó vướng nó mới cầm, mình hơ. Rồi, hơ. Nhớ hơ nha. Rồi, móc tiếp cho mình ha. Đây nè. Xong hàng thứ 8. Lại chà tiếp. Rồi tháo ra mình đánh dấu lại liền nha. Móc mũi đơn và đánh dấu lại liền để mình quên nữa đó, quên vị trí của nó. Đến hàng thứ 9 mình sẽ tản mũi móc 4X. Rồi đến cụm 1V6X lặp lại 7 lần cho mình. Và ba chân mũi cuối 1 2 3 sẽ là 1V2X, 1X, 2X nha. Rồi. Bây giờ mình móc 4X trước nè. Ở đây có 1X rồi đúng không? 2 3 4 cụm mũi tăng, cụm móc mũi tăng, cụm 1V6X, 1V nè. Rồi 6X. 1 2 3 4 5 3 6. Rồi. Cái này mình sẽ lặp lại ha. Cụm 1V6X mình sẽ lặp lại đến 1 2 3 đến đây. Còn như ba chân mũi thì móc 2X 1V như lúc nãy mình đã xong hàng thứ 9. Đó, bạn thấy hai cái chân, ba cái chân cuối cùng ha. Đó, mũi V nè. Và hai mũi X. Rồi lại chà tiếp. Tháo đánh dấu ra. Tháo đánh dấu ra thì móc lại liền nha. Rồi đến hàng thứ 10. Bây giờ bạn sẽ thấy là xen kẽ hàng hàng tản mũi, hàng không tản mũi ha. Hồi nãy là hàng chính là hàng tản mũi rồi. Thì đến hàng thứ 10 mình không cần tản mũi nữa. Hàng 10
mình móc 1V7X, cầm 1V7X 8 lần nha. Nha, ở đây có 1 X rồi, móc 1 V thêm 1 mũi đơn nữa, 1 X nữa là 1 V. Đó, 1 V. Rồi, 7 X, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, cầm 1 V 7 X này ha, mình sẽ lặp lại nha. Đến đây. Đã xong hàng 10 rồi, lại tra tiếp. Rồi, chủ yếu quay cái đoạn này để mình nhắc các bạn á, chứ mình quên bỏ qua cái này á. À, tháo đánh dấu ra. Móc mũi đơn đầu tiên vào liền đi. Rồi, đánh dấu lại. Đến hàng 11 là hàng mũi đơn không tăng ha. Toàn bộ mũi đơn hết cho mình. Hàng này rất là dễ luôn, khỏi cần điểm luôn ha. Cứ mũi đơn thẳng tiến. Mũi đơn thẳng tiến cho mình nha. Toàn bộ mũi đơn hết. Mỗi chân một mũi đơn. Xong hàng 11 rồi. Nhớ chà nha bạn. Nhớ chà đó. Đến hàng 12 tháo đánh dấu ra nha, móc lại liền. Rồi. Ghim đánh dấu vào. Hàng 12 mình sẽ móc 6 X rồi cụm 1V8X 7 lần. Ba chân mũi cuối cùng sẽ là 1V2X. Bây giờ mình sẽ móc 6X trước nè. Ở đây mình đã có 1X rồi đúng không? 1X, 2 3 4 5 6. Đó, mình đã móc 6X trước. Rồi bây giờ tới mũi tăng, mũi V nè. Đó, 1 mũi V rồi ha, mũi tăng rồi. Bây giờ đến 8X. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi vậy cụm 1V8X này ha, bạn móc thêm 6 lần nữa thì nó sẽ còn ba chân mũi cuối cùng, 1 2 3, sẽ là 1V2X. Xong hàng 12 rồi, bạn nhớ chà cho mình nha. Tháo đánh dấu ra, móc mũi đơn liền luôn đó, móc mũi đơn để mình lại quên vị trí. Rồi đánh dấu liền. Đến hàng 13, lại hàng 13 là hàng dễ nữa rồi. Hàng mũi đơn không tăng, mỗi chân mũi một mũi đơn cho mình nha, không tăng nha. Mũi đơn thẳng tiến. Đó, mũi đơn toàn bộ cho mình, mũi đơn không tăng. Mỗi chân một mũi đơn cho mình ha. Đến này. Đã xong hàng 13, nhớ chà nha bạn. Tháo đánh dấu ra, móc mũi đơn vào, đánh dấu lại. Đến hàng 14 mình sẽ không có tặng mũi ha, 1V9X. Ở đây mình đã có 1X rồi nè, móc thêm 1X vô nữa là thành 1V ha. 1V. Rồi bây giờ sẽ tới 9X, cụm 1V9X 8 lần cho mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Lặp lại cho mình thêm 7 lần nữa ha. Đến đây. Đã xong hàng 14 và nhớ chà đó nha bạn.
đến hàng 15. Lại là hàng mũi đơn không tăng. Móc mỗi chân mũi một mũi đơn cho mình. Hàng này là cứ thẳng tiến mình móc thôi, mình không có đếm nữa. Đó, mỗi chân mũi một mũi đơn. Cái hàng này mình cũng thích móc nữa. Những cái hàng mà tăng mũi rồi cứ phải đếm sợ nhầm mũi á. Rồi cái lên trên cái móc cái bị thiếu hoặc dư, cái lại tháo ra. Đó, nên mỗi hàng mình móc mình sẽ cẩn thận mình coi lại ha. Rồi, mỗi chân mũi một mũi đơn cho mình ha. Đến đây mình đã xong hàng 15. Bạn nhớ chà nó ra cho nó phẳng nha bạn nha. Mình sẽ bỏ qua giai đoạn này ha, để quay edit nhiều cái nó, video nó dài ha. Rồi móc, lấy cái đánh dấu ra thì móc mũi đơn liền luôn đó. Rồi đánh dấu lại. Đến hàng 16 mình sẽ tản mũi 8X và cụm 11V10X 7 lần, lặp lại 7 lần. Trước tiên mình móc 8X. Ở đây là 1X rồi nè, 1 mũi đơn rồi nè. X mình nói X tức là mũi đơn đó nha bạn ha. Lúc mình nói mũi X, lúc mình nói mũi đơn ha. Rồi ở đây là 1X rồi, 1 mũi đơn rồi đó. 2 3 4 5 6 7 và 8. Đó, mày có 8X, 8 mũi đơn rồi. Rồi đến cụm 1V10X. 1V là tức là 2 mũi đơn chung chân ha. Đó. Rồi tới 10X tức là 10 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Rồi mình sẽ lặp lại cụm này ha. 1V10X thêm 6 lần nữa ha. Cái này là lần thứ nhất nè, và thêm 6 lần nữa là tổng cộng 7 lần. Và ba chân cuối sẽ là 1V2X ha. Đây nè. 1V nè. 2X. Nè. Rồi, mình đã xong hàng 16. Đó, bạn thấy không? Chưa có chà nè, chưa có chà nè, nó cong nãy không? Đó, vậy mình phải chà. Rồi, sau khi mình chà nó đã phẳng rồi đó ha. Đừng quên nha. Tháo đánh dấu ra, móc mũi đơn liền luôn nè. Đó, mũi đơn gắn đánh dấu lại. Đến hàng 17 mình sẽ móc mũi ít, tức là mũi đơn các bạn ha. Móc toàn bộ mũi đơn, móc toàn bộ mũi ít cho mình. Không có tăng mũi nha, mũi đơn hết, mũi ít hết. Móc mũi đơn hết cho mình. Đến đây ha. Đã xong hàng 17. Nhớ mình chà nha. Đó, chà nó mới được có thẳng thớm như thế này. Đến hàng 18. Đó, gắn lại liền nè. Hàng 18 mình sẽ tản mũi. Trước tiên mình móc 3X, sau đó cụm 1V11X nhân 7 lần ha. Và 9 mũi còn lại thì móc 1V8X. Rồi. Móc 3X trước nè, 1 nè. Ở đây mình đã có 1X ha, tức là 1 mũi đơn đó. 2 3. Rồi, đến cụm 1V11X. Tức là mũi tăng nè. Đó, mũi tăng. Rồi, đến 11X.
11 mũi đơn á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 10. 1 ha. Vậy là cụm 1V nè, V nè. 11X mình sẽ lặp lại nha. Đó. Mình đã xong hàng 18. Đó. Cái cuối cùng là 8X nè bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 cộng với 3 mũi đơn bên này, 1 2 3 rồi đến mũi V, đó là đủ 11X ha. Tản mũi là như vậy. Rồi. Đến hàng 19 là cái hàng mình không cần đếm mũi nữa. Móc toàn bộ mũi đơn cho mình ha. Toàn bộ mũi ít cho mình. Đó. Mỗi chân mũi một mũi ít mũi đơn các bạn. Đó, rồi, móc mỗi chân mũi một mũi đơn cho mình nha. Đến đây đã xong hàng 19. Đó, bạn nhìn thấy không? Nó cái độ bo ha, úp xuống nè. Đó, úp xuống nè. Vì xen kẽ hàng mũi đơn để tạo độ bo cho cái chớp nón. Ha, nó ôm theo cái đỉnh đầu của mình á. Rồi. Đến hàng 20. Đánh dấu lại. Mình sẽ không tản mũi nữa ha. Móc 12X1V 8 lần. Cụm 12X1V 8 lần. Ở đây là 1X rồi nè. 1 mũi đơn rồi nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và một mũi tăng nè, V các bạn, mũi V. Mình đã có cụm, nó hơi mờ. Mình đã có cụm 12X1V. Rồi, bạn lặp lại cái cụm này ha. Đến đây. Rồi, đã xong hàng thứ 20. Đã đánh dấu ra. Móc mũi đơn mũi ít liền nè. Rồi, gắn đánh dấu lại. Đến hàng 21. Lại là hàng mũi ít mũi đơn toàn bộ ha. Mỗi chân mũi một mũi đơn. Không tăng mũi nha. Toàn bộ mũi đơn cho mình ha. Đến này đã xong hàng 21. Hả, đánh dấu ra. Móc lại mũi đơn liền nè. Rồi, đánh dấu lại. Đến hàng 22 mình sẽ tản mũi ha. Móc 7X và cụm 1V13X nhân 7 lần. Còn 6 chân mũi cuối, xin lỗi, còn 7 chân mũi cuối cùng sẽ là 1V6X. Rồi, mình sẽ móc 7X trước nè, 7 mũi đơn trước nè. Ở đây là mình đã có 1 ha, 1X rồi, 1 mũi đơn rồi. Đơn. Rồi, bắt đầu cụm 1V13X. 1V nè, 2 mũi đơn chung chân nè. Rồi, 13X, 13 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7
12 và 13. Đó. Vậy là mình đã có cụm 1V ha. 13 x. Rồi, 13 mũi đơn. Bạn sẽ lặp lại thêm 6 lần nữa ha. Lặp lại cho mình. Và 7 chân mũi cuối cùng sẽ là 1V 6 x. Rồi, mình đã xong hàng 22. Mỗi hàng bạn móc bạn nhớ chà nó nha. Mình đã tìm ra cái cục gỗ bé lấy chơi. À, đối với cái chớp nón tròn đều ôm cái đầu như thế này nè, thì mình sẽ không cái công thức mà đường kính nhân 3 vết 14 á, đó là chu vi nón, chu vi vòng đầu nó sẽ không đúng nha. Ở đây mình sẽ đo cho bạn ha, với tay móc của mình. Mỗi người có tay móc khác nhau ha. Với tay móc kim móc thì ở đây mình đo như thế này nó được khoảng gần 20 cm các bạn. Gần 20 cm. Chưa đến 20 cm đâu, gần 20 cm. Và mình đã hạ thân xuống rồi. Hạ cái thân nón thì mình vòng đầu của mình 54, mình đội cái nón này nó lên nó bị chật ở trên này nè bạn. Đó ha. Vì vậy đối với bạn vòng đầu lớn hơn thì tùy theo tay móc của mỗi người ha, thì bạn nên tăng thêm hàng. Còn vòng đầu mà nhỏ hơn 54, 52, 53 thì mình nghĩ cái này không có tăng nữa ha. Đến hàng 22 này mình không tăng nữa thì ok. Nhưng mà quan trọng là tùy sợi móc và tay móc nha, kim móc nữa nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình hàng 23. Tháo dấu ra là sẽ là hàng mũi đơn nha bạn. Bị xéo rồi. Rồi. Móc lại liền. Hàng 23 toàn bộ mũi đơn cho mình ha. Mỗi chân mũi một mũi đơn, toàn bộ mũi ít cho mình. Mũi đơn hết nha. Mũi đơn, mũi đơn, mũi ít. Rồi, móc mũi đơn hết cho mình ha. Rồi, mình đã xong hàng 23, hàng mũi đơn, hàng mũi ít ha. Nhớ chà nha bạn. Tháo đánh dấu ra. Đến hàng tăng cuối nè. À, để mình đo lại ha. Nó thêm hàng mũi đơn thì nó dài 20,5 á. Gần 20,5 cm. Rồi. Đánh dấu. Móc mũi đơn lại liền. Bây giờ đến hàng 24. Tính ra móc cái chớp nón này nó cực các bạn ha. Chứ móc cái chớp phẳng là không có đến hàng 24 đâu. Móc cái chớp nón ôm đầu như thế này à, nó cực hơn á. Mà mình lại khó cái canh cái chu vi vòng đầu hơn nữa. Rồi, hàng 24 của mình, bạn có thể tản mũi cũng được và không tản mũi cũng được ha. Tại mình thấy các mũi V nè, hai mũi chung chân nó tản ra đều hết rồi. Thì lên tới đây mình có thể móc 14 x. Rồi tới cụm 14 x 1 V, 14 x 1 V ha. Còn không thì mình coi ở đây ở dưới nó không có mũi V xung quanh đây thì mình có thể tản mũi cũng được ha. Không sao hết. Tới hàng cuối rồi thì thôi mình sẽ tản mũi nha. Ở đây xung quanh ở đây mình không có thấy mũi V nè. Như không có mũi V. Mình sẽ cho 4 x 1 2 3 4. 4 mũi x rồi cụm 1 V 14 x nha. Và sẽ chân còn lại sẽ là 1 V 10 x phía bên này nè. Đó. Bây giờ là 1 4 x trước, 1 x rồi, 1 mũi đơn rồi. Mình nói nhiều quá nó sẽ rối ha. 2 3 4. Rồi. Cộng 1 V 14 x cho mình. Đó.
một về dài 14 x 1 2 3 7 2 chữ viên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14 rồi. Bạn sẽ lặp lại cái cụm này nha, thêm 5 lần nữa ha, 5 lần thôi, vì sẽ còn 11 chân cuối cùng là 1V10X nha. Mình đã xong hàng 24. Hàng 24 sẽ có 128 mũi đơn các bạn. Rồi bây giờ mình đo thử xem. Mình nhắc đi nhắc lại ha. Tùy sợi nè, tùy kim móc nè, tùy cái tay móc của mình, nó sẽ có xây xích. Ở đây mình đo được 21cm. Đến phần thân nón. Thân nón sẽ là những hàng mũi đơn không tăng nha bạn. Thì trong quá trình bạn móc, bạn sẽ ướm lên đầu ha, à, khoảng 19 đến 20 hàng mũi đơn. Bạn móc, bạn ướm xem nó có cạn quá hay sâu quá không nha. Rồi bắt đầu mình hạ thân nón nha. Rồi đánh dấu lại. Mỗi chân mũi một mũi đơn, hàng nào cũng vậy hết ha. Bạn hạ khoảng 19 đến 20 hàng, để cho dễ đếm cái số hàng bạn hạ xuống thì bạn có thể đánh dấu như thế này. Bạn sẽ đánh dấu cái hàng này là cái hàng đầu tiên đi. Mình sẽ đánh dấu như thế này. Rồi mình sẽ biết ở đây là cái hàng thân thứ nhất nè ha. Từ cái chỗ nào là hàng mũi đơn thứ nhất á, hàng của thân á, để mình dễ đếm ha. Rồi bạn móc qua hạ thân nón xuống nha. Rồi mình đã móc xong cái phần thân nón rồi, cái chỗ mình đánh dấu nè, từ đây ha, từ đây nè xuống đây 19 hàng mũi đơn á. Khi móc chặt tay á bạn, sợ nó cứng, móc chặt tay nó ra cái chớp nón rất là tròn đều, ôm đầu luôn, rất là đẹp ha. Khi móc xong cái phần này mình, đây còn nhiêu đây sợi nè, đó. Sắp hết rồi. Rồi mình sẽ đo từ cái đỉnh đó ha, xuống đây có bao nhiêu, được bao nhiêu cm, cao bao nhiêu. Khoảng 18cm nè. Khoảng 18cm. Cái phơm, cái sợi cứng móc chặt tay á, nó rất là, nó không có mất phơm ha. Giờ mình bóp lại này, nó bóp méo lại, mình bung nó ra nó vẫn tròn đều nha bạn. Đó. Mình đẩy nó ra. Đó. Nó vẫn tròn đều ha. Bạn nhớ móc xong cái phần thân á, bạn ướm lên đầu của bạn ha. Nếu móc cho bạn đổi á, ướm xem như thế nào, chứ để khi mà ra vành nón á thì bạn ướm lên thì cái nón nó cạn quá hoặc sâu á, mình lại tháo ra mất công ha. Móc một cái nón nó rất là cực luôn á, vì sợi nó cứng mà mình móc chặt tay nên rất là đau tay luôn. Vì vậy mình vừa móc vừa ướm, vừa ướm ha, chắc ăn. Vì cái nón này mình làm vành xuôi, nó không phải là vành cập, vì vậy bạn sẽ trừ hao khoảng 2 hàng nha bạn ha. Tại khi ra vành á, mình tăng mũi nó sẽ vảnh dễn lên như thế này nè, nó làm cạn cái nón của mình ha. Như thế này thì mình lấy cái nón, mình có sẵn một cái nón như thế này.
Đó. Nó sẽ vỡn cái vành nón lên, vỡn cái thân nón lên. Đó. Cái vành nón ra vành nè, nó sẽ bị vỡn một chút xíu lên nha. Đó, ha. Làm cái nón mình á, nếu mình móc bằng móc vừa đủ á thì nó sẽ bị cạn. Bằng móc sâu quá á, thì vỡn lên nó cũng còn sâu ha. Trừ hao hai hàng thôi. Ở đây mình cho 19 hàng á. Tùy theo cái tay móc sợi móc của bạn mà bạn ước sao cho nó thích hợp rồi bắt đầu mình ra vành nha. 1/2 chặng đường của chiếc nón. Gần 1/2 thôi. Tại móc cái phần vành nón á, mà ở đây còn vành nón xếp ly nữa, nó sẽ cực hơn cái vành nón này luôn các bạn. Vành nón này nó rộng 12 cm mà nó không có xếp ly ha. Thì với lại thêm cái phần này nó nhanh, cái phần móc hoa chuối này nè đó, còn thêm cái phần xếp ly nó sẽ xếp lại như thế này, nó càng to ra càng nhiều mũi hơn, nó cực hơn xíu nữa. Rồi video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn móc và vành nón xếp ly nha. Thì cái video này nó dài đó rồi, mình phải chia làm hai phần ha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Mia Rose. Bye bye.